Lê Hoàng TV giờ gì đó. Cô hả? Cô coi coi không sao sót một cái comment nào đâu nha. Mày chửi tao lũ cần cờn, mày chửi cũng có người. Mày đừng có mua đũa cả nắm. À, ủa vậy tao với Thanh Long lên đây nè, và thằng Ngọc lên đây nè, bao nhiêu người lên đây phụ cần cờn. Ê, có người muốn làm cần cờn làm không được đó nha mày. Muốn làm cần cờn làm không được á. Cần cờn nó cũng biết, nó cũng biết thịt thịt thối, thịt nào thơm thịt nào thối nó mới bu. Đừng có nói cần cờn. Nhìn người ta không bằng nửa con mắt, lên đây nhìn người ta không bằng nửa con mắt. Của nhà báo hay là YouTube gì cũng là người hết. Mình đừng kêu ta bằng lũ cần cờn. Người ta kêu mình lũ lại mình chịu không? Hả? Đừng nói tao giữ hùng mang trợn mắt lên nha. Tại vì tao cũng trong cái lũ cần cờn này nè. Ngày nào sống lên lũ cần cờn người ta chơi với cái lũ cần cờn này nè. Lên cần cờn thì nó cũng có người đúng không? Mày không cần nói lần tao nói mày không hiểu tao tao nói là sao? Hả? Không có cái lũ cần cờn này sao bên nổi con Hồng Long? Không có cái lũ cần cờn này sao giặt nổi con mẹ Sao Bào? Mấy lần này không bao giờ tao nói tới cái chuyện đó đâu, nhưng mà đem cái lũ cần cờn này ra tao mới nói. Không có cái lũ cần cờn này sao giặt được con mẹ Sao Bào với con Phượng Rùi? Không có lũ cần cờn này sao bên nổi con Hồng Long đây? Mở miệng ra ăn nói nè, tao nói ăn bậy thì ỉa bậy nghe, tụi mới nói bậy là cái mỏ máu không á. Thank you.
nhớ được cũng là một like, một đăng ký kênh nha. Nó sẽ rất là nhiều. Thì chúng ta xin kết thúc video luôn.